Chào mừng các bạn đến với Người Chuyên Lửa Bóng Đá Phong Trào, nơi lưu giữ, chia sẻ, kết nối môn thể thao vua. Một hình rất tốt. Thủ môn này bẻ ngay sân châu. Hoa đồ thành béo không vào. Con trai của Mario Tadon. Vâng. Nhất mẹ nhất con. Con bắt mẹ cả này tuyệt vời. Nhưng vừa rồi là một tình huống mà thành. Cảm ơn. Phạt khe góc rất tốt đến được Khánh Béo. Một bóng chủ động đến từ thủ môn. Có cân nặng nhất sân. Ta đi ngay. Vâng. Đã có sự chạy trọng. Cú sút. Cô ba. Có sai mẹ tiếp rồi. Tiếng kêu của bà Đeo Tân Hồn. Một khán giả trung thành của bóng màu trắng. Con trai của mẹ tuyệt vời rồi. Con bắt mẹ cái này. Và Ngô Huân phản công, vẫn là các cầu huyệt, coi, sút ngay, không vào, vẫn không vào. Văn Thành đã cứu thua cho các thủ Ngô Xá ở pha đối mặt vừa rồi. À, đúng là con trai Bà Liệu Thần Hồn. Thủ môn là con trai Bà Liệu. Phá bóng an toàn đến từ Duy Khánh. Một số các thủ phòng ngự của Ngô Xá đang có thể hình tốt. Duy Khánh án ngữ ở trước khung thành của Văn Thành. Một cầu thủ có chiều cao rơi vào khoảng 1m75. An toàn. Lại là Duy Khánh. Cả giải đấu nào cũng xuất hiện bảo rất nguy hiểm. Người treo bóng là Quang Khải. Bộ cách còn là anh Văn Triển. Không được. Phá dứt điểm không thành công đến từ Quang Anh. Vừa rồi thì hai cái bóng xanh đã tham gia tính vừa rồi để ngăn chặn phá dứt điểm đến từ Quang Anh. Quang Anh không vào. Con trai của mẹ đâu rồi? Vĩnh Kỳ. Cơi. Hoan hô cao thủ hàng phòng ngự của Ngô Xá. Một pha phá bóng tuyệt vời. Nó không khác gì một bàn thắng ở thềm này. Và thay vào đó là Danh Dầu. Vẫn chưa thể vượt qua được cái đầu của Khánh Mạc Gai. Một trong những trung vệ có thể hình lý tưởng nhất. Rất nguy hiểm. Đánh đầu. Không vào. Quốc Huy. Vẫn là Thành Gầy. Cách chơi đầy an toàn. Đá biên. Rất an toàn. Tuyển thay đổi người. Vẫn là một tình huống bắt bóng an toàn đến từ Thành Gầy. Hoan hô thủ thành Thành Gầy. Đá biên. Phá phối hợp đá phạt nhanh. Trung Quân không vào. Đang có một thể hình, xin lỗi, thể lực không thật sự tốt. Chuyển quá khó đến từ Trung Quân.
cơ hội dành cho các thủ Mẫn Xá. Không được. Và càng ngang không thành công, nhưng trọng tài xác định sẽ có tiếng phạt góc. Rất nguy hiểm. Phạt góc rồi. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.